làm sao tôi phải đảm bảo rằng đệ của tôi cùng với tôi xây được cái lòng tin với anh em, với người tiêu dùng, với nhà đầu tư. Ai à, thì bài hôm nay nó là vậy. Dùng cách nào đây? Vậy thì hôm nay chúng ta lại bàn sâu thêm một nhịp nữa. Chúng ta đã học lãnh đạo rồi, thì tuần sau chúng ta lại học về lãnh đạo, nhưng mà nó ở cái cách nhìn tiếp cận vấn đề khác. Đó là lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo hành vi. Còn hôm trước chúng ta lãnh đạo là lãnh đạo tri thức, tức là nhồi cho người ta những kiến thức để ảnh hưởng người khác. Còn bây giờ ảnh hưởng bằng hành vi, không ảnh hưởng bằng nhận thức nữa. Tao trang bị cho mày nhận thức để mày đủ quyền mày sai người ta. Bây giờ tao bắt mày là sai để sao cho người ta làm. Thì đấy là quản trị hành vi. Sâu thêm một nhịp. Thế thì cái bài này, một, mày phải có tri thức để gây. Hai, mày đủ lòng tin để mày gây. Cái gì à? Và thứ ba là mày phải có năng lực hành vi để mày gây. Còn nếu chúng ta chỉ học 12 bài thôi, chúng ta chỉ biết được đến mức cái này. Lãnh đạo phải đủ các nhân tố sau đây thì mới gây được ảnh hưởng. Nhưng thực sự mày có gây được không? Thì mày còn có những yếu tố phụ trợ cho nó. Đó là người ta có tin mày không? Thứ nhì, mày có đủ hành vi để sai nó về mặt hành vi không? Các bạn ạ. Thế thì riêng về thái độ, người ta có yêu mày không? Thì bài ngày hôm nay, làm sao cho người ta yêu mình? Nếu người ta yêu bạn, người ta chấp nhận bạn. Cao hơn, người ta kính trọng bạn. Cao hơn nữa, người ta trung thành với bạn. Vấn đề của đúng sai là vấn đề giải quyết trong 12 bài rồi. Tức là phần lãnh đạo ở phần bài số 3. Các bạn ạ, sau bài chiến lược. Và bài chiến lược thì sau bài mô hình. Đấy. Vấn đề còn lại là mày gây được ảnh hưởng. Nhưng mày gây trên nền tảng ta đéo tin mày. Nhưng mày cầm quyền thì tao sợ mày, tao phải nghe thôi. Bây giờ mày không nói đến nhân viên nữa, mà đến người tiêu dùng. Công ty mày sản xuất sản phẩm tốt mấy là tốt, công nhân nó làm tuyệt vời, nhưng người tiêu dùng người ta không tin cái hệ thống lãnh đạo của nhà mày. Vậy biểu hiện của người tiêu dùng nó tin công ty, tức là nó mua sản phẩm, thì đó là mặc định nó tin cái ban lãnh đạo, chứ không phải cái người công nhân làm ra cái sản phẩm ấy. Các bạn ạ. À, vậy thì ở đây nó sinh ra một vấn đề. Các bạn muốn thành công thì các bạn phải có một cái đội nhân sự. Đội nhân sự này vừa học tuần trước xong. Đội này á, tiền mình bỏ ra ít mà lại mua được cái đội này có năng lực, hoàn toàn làm được. Nhưng mà năng lực rồi, nhưng nó về nó phải làm, tức là hiệu suất. Mà khi nó làm thì nó phải phối hợp. Nếu bạn có một đội nhân sự thế này thì bạn ghè bất cứ thằng nào cũng gãy răng. Nhưng lấy là được một vế thôi. Đấy là cái cục nhân sự 100 thằng. Rất tiếc để điều khiển cái lũ này thì nó có 5 thằng lãnh đạo. Nó nằm ở đây 5 thằng lãnh đạo. 5 thằng này phải đủ sức để gây ảnh hưởng cho cái khối này thì nó mới ra được phối hợp và hiệu suất. Các bạn à, vậy thì trong công ty về nhân sự, hôm nay chúng ta tiếp cận theo cái cách thế này này, là không tiếp cận theo cái 4 yếu tố của khối nhân viên nữa, mà chúng ta tiếp cận toàn công ty. Và toàn công ty thì nó có 2 cục. Một cái cục là cục lãnh đạo, một cục 5 thằng, và một cục nữa là cục công nhân 100 thằng. Thế thì cái cục 100 thằng chúng ta học rất kỹ, và chúng ta lại có môn bổ trợ. Xếp nó lại coi như 100 thằng là yên rồi đấy. Nhưng mà cái cục 5 thằng này là cái cục quyết định. Nó chiếm 3/4 sức mạnh công ty, mặc dù có 5 thằng. Còn cái cục này nó tạo ra của cải, nó chiếm 1/4. Vậy thì cái cục 1/4 là cái cục nhân viên ấy, nó có năng lực nhưng nó có làm không? Nó có nhưng nó có tăng hiệu suất không? Và nó có phối hợp không? Thì nó lệ thuộc vào 5 cái thằng này chất lượng thế nào, 5 cái thằng lãnh đạo. Nếu trong 5 thằng lãnh đạo thì có một thằng tổng, một thằng phó là 2 thằng, còn lại là 3 thằng trưởng bộ phận.
chỉ cần một thằng tào lao thôi thì sản phẩm của bạn không thể bán được. Nhà đầu tư người ta không đầu tư vào công ty bạn, và nhân viên nó sẽ không nghe lời bạn, mặc dù nhân viên năng cái nội lực nó rất là tốt. Cho nên nếu cái ban lãnh đạo mà có thương hiệu thì tự nhiên cái khối nhân viên nó chạy rùng rùng, hàng bán ầm ầm, vì bạn tạo được thương hiệu với người tiêu dùng. Cho nên đối tượng lần học này á, của cái môn này á, là nó giải quyết thương hiệu của 5 tháng luôn, thương hiệu của cái hệ thống lãnh đạo công ty luôn, thì nó mới gọi là thương hiệu lãnh đạo. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân, mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.